Xuân Hô, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á AIPA, sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ, sẽ trao chứng nhận và biểu trưng cho các doanh nghiệp đã xuất sắc nhận được danh hiệu Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brands 2019 trong ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được mời các doanh nghiệp có tên sau đây, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để được vinh danh. Công ty cổ phần Nesfaco hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm của Nesfaco đã được đông đảo người sử dụng tin tưởng vì cho hiệu quả điều trị bệnh cao, với vai trò giúp bệnh nhân điều trị xua tan nỗi lo các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, men gan, gút. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cùng cho một tràng thật lớn để chúc mừng cho các doanh nghiệp đã được thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brands 2019. Kính thưa quý vị, và đến đây chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brands 2019 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với Tổ chức Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế QMS Australia tổ chức, xin phép được khép lại. Và tổ chức hy vọng chương trình sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội cũng như cộng đồng, các doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. Đồng thời động viên khích lệ các doanh nghiệp trên cả nước phấn đấu hết mình, nỗ lực phát triển đầu tư về chiều sâu và thúc đẩy ở một tầm nhìn mới nhằm tìm ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả thiết thực hơn để Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp và vươn lên mạnh mẽ trong tương lai. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức, trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách mời, các doanh nhân, doanh nghiệp và quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.